Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964 chúng tôi đang gửi đến quý vị tình hình có thể là tích cực đối với Ukraine và tiêu cực đối với Nga sau khi hãng thông tấn Reuters loan tải dựa trên ba nguồn tin từ trong điện Kremlin với điều kiện ẩn danh nói rằng Putin đang rất muốn thương lượng đàm phán để ngừng bắn, không thể tổng động viên hơn nữa, khó khăn về dầu hỏa, phải đưa các nhân vật dân sự lên làm bộ trưởng quốc phòng. Chưa hết, ngày hôm nay bà Chủ tịch thượng viện của Ba Lan có mặt ở thủ đô Kyiv thảo luận với Tổng thống Zelensky về cái gọi là bảo đảm an ninh giữa hai quốc gia, thưa anh. Hợp tác để bảo đảm an ninh có nghĩa là trong tương lai cái việc mà nếu sau này mà ngừng bắn và có được cái thỏa hiệp đàm phán đó, Nga không thể tấn công Ukraine lần nữa vì vì Ba Lan trong trường hợp này là ký kết giữa hai quốc gia thôi ừ. Ba Lan sẽ nhảy vào cái vòng chiến đó luôn đó. thêm một cái nữa yeah. thêm một chi tiết nữa về cái chuyện mà anh nói đó ừ. anh biết là cái vùng mà vùng mà, mà bên miền tây của Ukraine đó, họ nói tiếng gần như Ba Lan ở à, là Lviv, Lviv tức là đó biên giới với Ba Lan tại ừ. sao vậy ừ. tại vì trước đây đó khi mà trước đề nghị thế chiến đó cái vùng đó là thuộc Ba Lan mà khi mà đánh nhau ừ. được rồi thì Stalin mới đẩy hết yeah vẽ lại, vẽ lại cái nghĩa bộ, là nghĩa là, là để trước đây vâng. dạ. thì do đó mình thấy là Ba Lan và uh, Ukraine họ thân thiết với nhau ừ. quý vị thấy mới khi mới đánh nhau đó bao nhiêu người chạy qua Ba Lan gần ừ. một triệu người mà mà Ba Lan chấp nhận hết ừ. tôi thêm một cái chuyện đó, quan trọng nữa cái tin tức này để mình hiểu cái tình hình đó là thế này hôm nay đó thì biết là Hoa Kỳ lại thêm một cái gói viện trợ 275 triệu nữa ừ. Cái chuyện bơm tiền vào là một chuyện. Nhưng mà mình thấy là máy bay sắp tới này Viện trợ càng ngày càng nhiều. Rồi Thụy Điển lại thêm 7 tỷ trong 3 năm. 7 tỷ trong 3 năm nếu Quý vị thấy không? Thụy Điển là một nước trung lập. Mấy trăm năm trung lập chứ đâu phải không. Mà tự nhiên vì đánh Ukraine không thì Thụy Điển lại phải mau chóng xin vào NATO. Mà cái này đó thì thật là nga muốn đẩy nghĩa là các nước nato ra ngoài Và rốt cuộc lại người ta lại tới gần nga hơn thì bây giờ phần lan thụy điển là sát nga rồi à, thế ừ. là nato tiến tới sát nga rồi chúng tôi thấy đó là công nhận kiên cường binh sĩ ukraine họ đánh khủng khiếp anh hà dạ. thiếu các phương tiện thiếu binh sĩ mà họ giữ được tiền tuyến lẽ đương nhiên mất một số các làng nhưng mà ngày hôm nay họ nói rằng với nhờ vũ khí đạn dược mặc dầu ông Zelensky trước đó tuyên bố đó cái tiền mà viện trợ cho Ukraine đến trễ một năm nếu mà đến sớm trước một năm thì không có thể mà đánh vào khạc khí hoặc là tím được đâu nhưng mà tin tức rất là tốt chưa hết thưa anh đây là cái tin tức mà đang chờ đợi xem cái tính xác thực nó như thế nào sáng nay chúng tôi đọc thoáng thôi Hoa Kỳ có thể xét tới việc cho phép Ukraine tấn công sang đất của Nga. Đúng, đúng như vậy. Tôi cũng đọc như vậy. Nhưng mà đây, nó có một cái thế này. Đấy. Không những Hoa Kỳ, mà chính ông Ngoại trưởng Blinken là cái người... Đang thúc đẩy. Thúc đẩy xin cái chuyện này. Cái chuyện đó. Vâng. Mà cái này đó thì tôi nghĩ là dần dần nó cũng phải tới Anh Anh nghĩ gì mà? Tại vì tại nó, vì nó chậm. Không, tại vì... Họ không muốn để cho Nga chiếm được Kharkiv hoặc là đánh sâu vào Kharkiv nữa. Không những vậy. Nhưng mà tôi đi nghe mấy cái người mà chuyên gia về Nga ừ. đó, họ nói thế vậy. Hồi xưa đó, khi mà một trong cái kinh nghiệm của Việt Nam đó Đúng. là không Công đánh sản, tới, không yeah. cộng sản. Họ núp ở bên comment mà yeah. mình không làm gì được hết. Mình biết họ đó. Hoặc là đánh, đánh đến cái gì. thành quản trị thôi, đến Đúng. cái vùng quản trị không đánh xa hơn vậy. nữa. Mà có khả năng của Việt, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đánh được nữa mà không đánh, không cho đánh. Vì vậy đó, vì nói yeah. là rất là rất là bất công rất là bất công tại vì vâng tại vì họ thấy quân đội nga đang đúng, 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 tập trung lại không cho đánh không cho đánh nếu mà đánh thì là, là làm sao tập trung được thì vì không? chỉ vì đánh thì cái 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 cái, 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 đợt, cái hỏa tiễn nó rơi vào trong vùng đất nga thì hoa kỳ lại không muốn gia tăng thêm cái cuộc chiến này à, thế nhưng thưa quý vị ở tại hoa kỳ này có một cái tin mình nghe mình cũng thấy cũng thắc mắc đó À, liên quan tới thẩm phán tòa tối cao. Vâng. Thưa anh đã gọi là tòa tối cao mình nghĩ họ công minh lắm, Tức đúng, họ phải biết luật phải biết công minh. Nhưng mà có hai ông thẩm phán lại thuộc đảng cộng hòa, một ông là Clarence Thomas, ông Alito. Hai người vợ của hai ông này hiện nay đang làm nhức đầu cho chồng. Vâng. Ông Clarence Thomas đó, thực sự đó, thì bà vợ trước đây đã từng cố vấn cho bên phía Trump về vấn đề mà ngày bầu cử vâng. về vấn đề lật ngược bà vợ của ông Clarence Thomas đó nghĩ rằng cái chuyện bầu cử là có gian lận, thậm chí cố vấn để tìm kiếm coi cái phương cách nào để lật ngược bầu vâng. cử. Rồi cái người vợ của ông mới đây tin tức mới nhất tờ New York Times loan tải vợ của ông Alito treo lá cờ ngược. Vâng ông mà thưa quý vị cái biểu tượng của lá cờ ngược cũng là cái cái sự phản đối nói, về chính với, uh, trị nói là ngày 6 tháng 1 là ăn gian nói không thế là, là thế gian cử. ông Alito thì nghĩa là phân ông trần ấy... nói rằng ô Đó tranh chấp với hàng xóm cho nên mới treo cờ ngược nhưng mà nhà của thẩm phán tòa tối cao mà chưa hết mới đây lại lòi thêm một cái lá cờ ừ. mà lá cờ ông này là... lại là lá cờ đi cùng với những người cầm lá cờ tháng biểu tháng tình một. vào tòa nhà quốc hội vâng. à, bây giờ với ông thẩm phán alito à, cho dù kh ông không đứng ra treo cờ nhưng mà vợ treo lá cờ đó ngay trong nhà của mình trước cửa nhà của mình áp lực rất lớn đối với ông alito là yêu cầu ông recuse không có Được tham, tham gia. dự vào những cái chuyện mà đưa ra phán quyết liên quan đến vấn đề bầu cử rồi. thưa anh vâng. anh nghĩ sao về cái, cái hành động à, này tố cáo pháp viện thì có 9 người yeah. mà trong 9 người có hai người là rất là đặc biệt một ông là như anh nói là ông thomas yeah. tại sao ông ta vẫn được các nghĩa là đại gia mình phải dùng cái chữ <laughs> đại gia yeah, đúng nghĩa là cộng hòa mời đi ăn uống và đi chơi đó là nhưng à, mà nếu mà như vậy đó bạn mà bạn như vậy anh đi chơi nhưng không mà anh có, có được không, khai thôi. Không, 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 không có được là tại vì <laughs> người ta ai cũng mong Hoàn kỳ thì không có cái vụ bao công nhưng mà ai cũng muốn là các cái thẩm phán đó phải hơn bao công nữa, à. chứ không phải là công minh còn hơn bao. Công. Thì mình thấy rõ ràng khi mà anh nhận đi chơi với người ta ừ. như vậy là có tình trạng là không không có được. mình Thưa anh tính. anh anh làm thẩm phán, tôi là tỷ phú, tôi mới nói là à, anh là bạn của tôi ừ. làm việc chung với nhau. Bây giờ tôi đưa anh đi, tôi trả hết thì có gì đâu, không tôi thì... trả hết chi phí. Đồng. Cái đó thì tôi thấy là rõ ràng là anh không bao giờ anh làm cho chính phủ Hoa Kỳ. Khi, khi mà anh đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ anh biết đó. Khi người ta mời anh đi ăn trên 50 đô la là cấm. Không được. Ví dụ ta mời cho anh đi ăn nghĩa là McDonald's đó. nó no Dưới 50 đô la thì ok. Vàng, dưới 50 đô la thì ok. Trên 50 đô la còn cái này họ đi chơi mấy đi chơi mấy trăm ngàn đô la không những vậy mà họ đi chơi đi máy bay riêng ở một cái đảo riêng đủ thứ chuyện hết tài trợ cho con của ông đi học học bổng nữa thì vì vậy thì đó là chuyện Clan Thomas nhưng mà ngày hôm nay là Alito vâng Alito cái chuyện treo thì... treo treo cờ ngược thì sao anh không còn... cái, ông cái ông đó, ông đó ông để treo tôi, tôi tôi xin phép là thêm anh, anh thêm anh tại vì anh nói đó là khi treo cờ hoa kỳ ngược đó nó là biểu hiện cái là chống cái việc mà 6 tháng 1 đó yeah. nó nói là ăn gian đó yeah. thì ông alito mới nói đó là vợ tôi treo chứ không phải tôi nhưng mà bây giờ có cái cờ thứ hai nó trẻ nhé là đổ cho vợ nữa đúng không thì cái chuyện mà thì đổ vợ luôn, cho vợ, vợ vợ treo hết cái chuyện đó thì không chấp nhận được vì vậy vì vậy tại quốc hội nhiều dân biểu đã yêu cầu hai ông thẩm phán tối cao này phải nghĩa là đứng ra ngoài không được dính vào vụ xử nghĩa là có miễn tố cho cựu tổng thống Trump hay không? Tại vì hiện giờ tại nghĩa là là, là cái quan trọng là hiện giờ nhiều vụ án trì trệ là tại sao? Là tại vì họ đợi tối cao pháp viện quyết định ông cựu tổng thống có được miễn tố hay không? Thì... Xin phép anh mình không có điều thời giờ nhưng làm tôi nhớ lấy chuyện của ông uh, cựu Thủ tướng Việt Nam Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc. Và vâng. cá nhân ổng thì có thể là không dính líu nhưng mà vợ của ổng. Thì đúng rồi. Đúng à rồi. đó thì, thì mất chức luôn tại vì vợ nắm giữ rất nhiều. Thưa anh. Mà nhiều hơn nữa Vợ đâu? đó là người quyền hành nhất trong gia đình. Đúng. Thì... Cho nên anh không có cãi được. Không thì đúng rồi. <laughs> đúng rồi. Bà đã nói. Bà đã nói. Không có chịu. Những thì... cái vụ đề kẹt. Rất nhưng mà bây kết. giờ cái câu hỏi đặt ra New York Times không có nói đến chuyện vợ của ông Adito Nhưng mà cái lá cờ đó xuất hiện ở ngay nhà ông thẩm phán Mà ông này đó lại là một cái người hỗ trợ trong nhiều cái quyết định Bao gồm chuyện phá thai và chuyện vấn đề khác nữa Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả Hẹn với quý vị vào chương trình tin tức nổi bật kỳ tới Gửi đây chào anh Đinh Xuân Quân Vâng, xin chào quý khán giả hẹn, Xin hẹn lại vào tuần, tuần tới